Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. Các quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cùng Nguyễn Trường và Lê Thái. Um, ung thư đại trực tràng hay chúng ta gọi tắt là ung thư đại tràng thú vị. Uh, trước đây nó chỉ uh, nó xảy ra, nó chỉ hiện diện ở những người mà có lứa tuổi cao trên 50, trên 60. Uh, thường thường thì ở Hoa Kỳ chúng ta thì là những người trên lứa tuổi mà 55 thì bác sĩ người ta thường cho chỉ định là những người ở lứa tuổi đó chúng ta được uh, gọi là nội soi đại trực tràng từ ở trong ở dưới á, chúng ta nội soi lên là một người là được một lần ừ. trong 10 năm nhưng hiện nay thì như quý vị còn đã biết thông tin chúng tôi vẫn hay đưa đến quý vị là cái tình trạng mà bị ung thư đại tràng ung thư ruột này nọ đó ung thư ruột kết nó diễn ra ở những người mà dưới 40 tuổi quá nhiều nó tăng lên chóng mặt trong cái thời gian vừa qua và chúng tôi vẫn hay đưa đến bản tin đó ngày hôm nay thì lê thái đưa cũng khá nhiều tin về uh, y tế về đời sống thôi quý vị hiện nay cái tình trạng mà bị ung thư đại tràng nó lại xảy ra ở trên trẻ em tăng cao, tăng đến 500% trong những năm qua. Ung thư đại tràng nó chỉ diễn ra người lớn thôi, chỉ ra xảy ra cho người lớn mà giờ là trẻ em cũng bị. Và theo dữ liệu của CDC Hoa Kỳ, người ta cho thấy rằng á, số ca bị ung thư đại tràng ở trẻ em từ 10 cho đến 14, 4 tuổi đó, nó tăng 500% trong giai đoạn từ năm 1999 cho đến năm 2022 vừa qua cái số ca mắc từ người 15 đến 19 tuổi nó tăng hơn 330% mức tăng ở thanh niên từ 20 đến 24 tuổi là 185% và theo dữ liệu trung tâm của Hoa Kỳ CDC thì người ta trình bày tại cái tuần lễ bệnh tiêu hóa vào cuối tháng 4 vừa qua thì cái tỷ lệ này tuy là nó tăng cao nhưng mà cái xong cái mức nhiễm cái mức mà bị ung thư nó vẫn còn thấp chứ không nó không phải là cái mức mà mà phải là đáng báo động như chúng ta thấy nhưng mà đây là một trong những cái trường hợp mà CDC Hoa Kỳ người ta phải công bố gấp cho chúng ta bởi vì trong cái đời sống sinh hoạt đó thường á, cha mẹ hay là những cái bậc phụ huynh ông bà cha mẹ đó cho con trẻ ăn uống vô tội vàng ừ. chúng ta ngoại trừ những cái vấn đề nó liên quan đến như là thí um, dụ như là nó liên quan đến uh, uh, gene cái di truyền hoặc là về uh, thức một số cá mà về cái bệnh về, về đường tiêu hóa thì nó cũng sẽ gây nên ung thư nhưng cái vấn đề ăn uống và cái sức khỏe lười vận động đó nó cũng sẽ gây nên cái tình trạng mà bị béo phì nó gây nên tình trạng bị ung thư đại tràng, ung thư ruột kết cho những người trẻ tuổi từ 40 tuổi trở xuống hiện nay và ngay cả trẻ em. À, CDC người ta khuyến cáo rằng là chúng ta có con em á, thì nên thăm khám các em nếu như mà các em có triệu chứng giống như là bị tiêu uh, tiêu chảy hoặc là các em bị uh, bị bón lâu ngày, có nghĩa là hai tình trạng đó nó cứ lặp đi lặp lại rồi đi đi ngoài mà ra máu. Ờ, bị đau bụng âm ỉ hoặc là cái tình trạng nó kéo dài thì nên nhớ rằng khi mà chúng ta thấy tình trạng đó thì phải nghĩ ngay đến những cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và đưa chúng con, con em để mà đi khám bác sĩ nếu như tình trạng nó kéo dài thì phải can thiệp nội soi nội soi thưa quý vị để mà phát hiện ra cái tình trạng ung thư polyp ở trong cái trực tràng cũng như là ở trong cái ruột kết của tất cả các em này để mà có thể mà phát hiện điều trị kịp thời những cái giai đoạn đầu của ung thư đại tràng À, ngoài ra thì vấn đề mà uh, cho các em về sinh hoạt uh, thể chất giống như là đi tập thể dục chạy bộ đạp xe đạp chơi ở ngoài playground hay là cho các em uh, chơi basketball bơi lội này nọ thì đây là một trong những cái cái cái, cái môn thể thao mà nó giúp ích rất là nhiều cho cả người lớn cũng như trẻ em trong vấn đề mà chúng ta vận động càng nhiều á, thì uh, chúng ta ít bị bệnh nhiều hơn rồi ăn uống bớt lại những cái món giống như là xó xịt nào Uh, pizza những cái món fast food những cái món ăn mà để mà gọi là nó gọi là đồ hộp á lâu ngày chế biến sẵn á dạ vâng cảm ơn anh trường đôi lúc mình quên uh, thì nó sẽ ngăn ngừa được đề phòng được những cái căn bệnh liên quan đến ung thư ruột ung thư đại tràng cho những cái trẻ em này cái tỷ lệ nó tuy là chúng ta nghe 500% thì nghe nó tưởng là nó cao dữ lắm nhưng mà tại vì do sao mấy năm trước số lượng trẻ em nhiễm chỉ còn vài vài ba em thôi hoặc là mười mấy em thôi mà giờ nó lên vài ba chục em khoảng là năm em hoặc một trăm em trên cả nước thành ra chúng ta nhân chúng ta thấy là 500% nhưng thật sự nó vẫn là con số đáng báo động để chúng ta phải suy nghĩ lại cái vấn đề ăn uống rồi chăm sóc cho con em trong nhà chúng ta như thế nào để cho một có sức khỏe khỏe nó heo thì thưa quý vị Bây giờ hỏi Lê Thái cùng với lại quý vị khán giả đang xem chương trình đó Nếu mà nhìn thấy một cái hình ảnh Tại vì Lê Thái đang nói về sức khỏe của con người Nếu mà mình nhìn một cái hình ảnh à Một cái hình ảnh là có hai người đứng gần nhau Một người thì cầm cái cây kẹo sô-cô-la để ăn Thí dụ ấy sẽ kẹo kẹo gì đó đi đang dạ. để ăn Và một người đứng cầm điếu thuốc để hút Thì mình nhìn vào cái hình ảnh đó đó thì cái nào là cái người đang có hại cho sức khỏe hơn? Thì đa số chúng ta thì nghĩ là cái người mà hút thuốc nó nó sẽ là có hại cho sức khỏe hơn. Đúng. Nha vâng. Thưa quý vị, nếu mà nhìn vào cái hình ảnh đó đó thì dĩ nhiên ai cũng sẽ nói rằng là cái người mà đang hút thuốc đó là có hại cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Y tế Hoa Kỳ nha, cái người mà hút thuốc và cái người ăn một cái thanh kẹo đó đó, cái tỷ số mà tử vong hàng năm nó gần như bằng nhau là tại sao cái người mà ăn kẹo nhiều thay vì hút thuốc á thì người ta đối diện với lại tiểu đường và vấn đề tiểu đường là một trong những vấn đề rất quan trọng ở mỹ này vấn đề sinh ra béo phì và nó có những cái căn bệnh mà nó kéo theo từ cái bệnh tiểu đường đó đó nó làm cho người ta tử vong cao tuy nhiên cái người hút thuốc cũng vậy nữa có những cái à, tế bào trong người của mình nó sẽ bị hủy hoại từ từ đi thì dĩ nhiên rồi cái số mà tử vong nó cũng sẽ cao hơn cái số người ăn cái kia nhưng mà mình nhìn thấy cái cái, cái bức tranh thôi nha nhìn thấy cái bức tranh từ ngoài nhìn vào thì mình nhìn thấy wow cái người này chắc chết trước nè cái người hút thuốc này nè đó tại vì nó sẽ lão hóa cái cơ thể của mình những cái bộ phận gọi là gì ta nội tạng của mình đó nó sẽ nhanh hơn cái người bị tiểu đường tuy nhiên nếu mà nhìn thấy con số nha nó cũng rất là quan trọng nên nên quý vị bớt ăn đường lại. Khi mà anh trường nói về thông tin này thì là thấy có một cái người bạn người Mỹ người Mỹ ừ. trắng. Thì khi mình nói chuyện với him á về cái vấn đề là cái số số lượng người bị lây nhiễm lây truyền qua đường tình dục rất là cao HIV nó gây tử vong rất là mạnh. Thì him nói với em một cái câu him làm trong cái ngành nghề y tế him nói rằng nhiều khi đôi lúc chúng ta sợ một cái căn bệnh nào đó nhưng mà chúng ta quên đi những một cái căn bệnh nó còn nguy hiểm hơn đó là cái căn bệnh ung thư giữa hai so sánh đưa lên cái bàn cân giữa cái ca nhiễm HIV và ung thư hiện nay nó tăng á thì người ta vẫn là người ta nói là cái ung thư vẫn là cái con số đáng sợ hơn bởi vì ừ. HIV người ta kiểm soát được còn là ung thư người ta không kiểm soát được đó là lý do tại sao mà chúng ta nên bảo vệ sức khỏe chúng ta bằng việc là chúng ta nên ăn uống hàng ngày và tập thể dục thưa quý vị à, một bản tin khác thưa với quý vị à, trở thành hoa hậu cũng áp lực lắm chứ phải không đâu mới đây thì Miss Teen USA à đã trả lại vương miện cho ban tổ chức à, và cô không cho biết lý do nhưng mà đại khái thì cô nói rằng là nó có nhiều cái áp lực lắm về về cái cuộc sống hàng ngày về những cái công việc mà chúng ta đang làm rồi công việc của một người mà đã là hoa hậu rồi nữa giữ ý giữ tứ giữ cái kẻ này kia rất là nhiều không để đi để, bị để mang tiếng thì không phải chỉ có à, nói về cái lịch sử của thi hoa hậu ở mỹ đó thì nó có bắt đầu từ những cái năm đầu tiên khi mà người phụ nữ được quyền đi bầu cử Đó, rồi sau đó mới đưa ra những cái chương trình thi hoa hậu để tôn vinh những cái vẻ đẹp của phụ nữ rồi nữ quyền gì đó ở Hoa Kỳ này thì sau những cái vụ, những cái này đó thì cũng có nhiều những cái gọi là xì căng đan à, giữa ban tổ chức và những người à, đã đoạt giải hoa hậu có thể là cái người là đã là hoa hậu đó tố cáo là ban tổ chức đã hứa không đúng sự thật hứa tặng tôi chiếc xe hứa tặng tôi tôi được tiền thưởng là bao nhiêu tiền đó mà cuối cùng lúc mà đưa ra đó thì họ lại trừ đi những cái chi phí rồi này kia này kia làm cho tôi tôi không được cái món hàng mà tôi đã nghĩ rằng là tôi sẽ được hoặc là có những cái mâu thuẫn giữa ban tổ chức rồi với lại cái người mà đã đoạt giải hoa hậu hay là á hậu gì đó rồi chúng ta thấy lâu lâu cũng lên trên báo là có cái việc mua giải nữa đó thì mặc dù là nó có những cái xì căng đan như vậy nhưng mà cái những cái cuộc thi hoa hậu nó vẫn tiếp tục diễn ra ngoài cái um, Miss Teen USA mới trả lại vương miện thì mới đây um, Miss America cũng trả lại vương miện hồi năm 2018 nè, hồi năm 2018 cũng trả lại vương miện. Rồi nhiều những cái trường hợp đó uh, họ không đồng ý với cái cách và thứ hai nữa đó là cái áp lực về cái cuộc sống hiện tại uh, đã là hoa hậu rồi thì mình phải sống chuẩn mực À, chứ không có thể giống như hồi xưa được nữa mà nếu là hoa hậu rồi thì càng làm cho người khác noi gương theo nữa cho nên họ nói rằng là áp lực lắm và mặc dù mình thấy cái lý do lý do đó nó cũng không có không có thuyết Hợp phục lý. được à, nhưng mà mình thấy rõ ràng là có cái mâu thuẫn gì đó à, có một cái gì đó một cái sức ép hay là chính cái người hoa hậu đó là cái người đã có những cái xì cắn đan mà mà trước khi cái vụ nó nổ ra thì thôi mình từ từ bỏ cái vương miện đi đi đó chứ không thôi là mình bị lột vương miện thì sao cái đó nó khác nhau nha một cái đó là mình, mình tước vương miện à, một cái là mình trả lại vương miện đó mình nói chứ thôi tôi không muốn làm hoa hậu nữa tôi không muốn làm á hậu nữa tôi là sẽ là một người bình thường còn một cái đó là sau khi vụ việc được phanh vui ra thì bị tước vương miện thì cái đó mới là mới là đau cho nên phải nói rằng là thôi mình là người bình thường để cho nó chắc anh chứ mình nam vương với lại mình là <laughs> hoa, hoa, hậu đồ đó hậu đồ này kia nói làm chi cho nó mệt <laughs> không biết nữa chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay